em sẽ chia sẻ cũng như là review cái bộ dây nguồn chuyển từ điện 24V về 12V cho các loại xe khách này, xe tải, đại loại là những cái chiếc xe sử dụng điện 24V mà muốn lắp những cái phần bi LED như ở đây em có. Đã vâng, thì hiện tại ở đây thì em đang bày một số các cái mẫu bi LED phổ thông hiện nay trên thị trường. Đây là những cái mẫu bi LED của thương hiệu GTR Việt Nam phân phối độc quyền. Và những cái mẫu bi LED này thì đại đa số các anh em yêu thích nâng cấp ánh sáng đều sử dụng những cái mẫu bi LED như ở đây em đang cầm, là cái mẫu X-Line V20 hoặc là X-Line V20 Laser. Thì những cái mẫu X-Line V20 như thế này thì nó sẽ sử dụng điện là có 12V thôi. Thì khi mà lắp lên xe tải thì chúng ta sẽ cần một bộ chuyển nguồn từ 24 về 12. Thì ở đây là em đang cầm cái mẫu X-Line V20 Laser, công suất là 65W trên một bi. Thì cái mẫu này nó cũng sử dụng điện là có 12V thôi. Và ở đây thì em cũng có một cái hộp của hãng Magic Line, thì cũng được là GTR Việt Nam phân phối độc quyền cái mẫu sản phẩm này. Cái mẫu này là một phân khúc mới đang cực kỳ là hot hit trên thị trường hiện nay. Và cái mẫu này nó cũng sử dụng điện là chỉ có 12V thôi. Đó, thì ở đây thì em đang bày một số các cái mẫu gọi là phổ thông về các cái dòng 12V. Thì ở trên thị trường nó cũng có một số các cái mẫu bi LED hoặc là bi xenon nói chung sử dụng là giải điện là 24V. Nhưng đại đa số các cái bi phổ thông hiện nay trên thị trường mà các thợ hoặc là các anh em tự mua về để độ chế lắp đặt lên những cái chiếc xe của mình thì thường là điện là 12V. Thì hiện tại ở đây là em đang cầm trên tay một cái mẫu bi Titan Black, cũng là của GTR Việt Nam phân phối độc quyền. Và cái mẫu bi này thì được rất nhiều các anh em yêu thích độ ánh sáng lên những cái chiếc xe đó. Và cái bi này thì nó cho một cái độ sáng khá là ok, đường cắt đẹp, pha cốt rất là ngon. Và nó sẽ thuận tiện hơn là ở cái phần đuôi gen ở đây, để chúng ta lắp vào những cái chiếc xe phổ thông mà có cái chân H4 này, chân 9905 này, 9906 vân vân, thì chúng ta sẽ lắp được như zin. Nhưng nó có một cái nhược điểm là nó sẽ chỉ tiêu thụ điện 12V thôi. Và có một số bác có phản ánh với em là lắp bi này là chạy điện 24V nó vẫn sáng. Ok, tất nhiên là gắn vào điện 24V nó vẫn sáng. Và cái dây màn chập ở trong cái bi này nó chính là cái cuộn cảm vàng vàng ở đây. Thì các bác ý hay nối tiếp vào nhau để cho nó giảm công suất của cái màn chập này đi, thì nó cũng được. Chạy được một thời gian là cái màn chập này bị tèo luôn, cháy khét lẹt. Đó, thì những cái chiếc xe như thế thì nếu mà gắn những cái phần bi như thế này vào mà nó dẫn đến là nó cháy cái màn chập này thì chúng ta sẽ không có chế độ pha cốt. Mặc dù là cái phần chip LED ở trong cái bi này nó vẫn sáng thì chúng ta chỉ có đi được chế độ cốt thôi. Nếu mà để mà tháo ra sửa hoặc là thay thế thì nó cũng khá là lằng nhằng mất công, chúng ta lại phải bổ cái pha đó ra để chúng ta phải làm lại từ đầu, thì nó rất là mất việc, mất thời gian. Rồi thì bây giờ là cái vấn đề phần bi này chủ yếu là nó sẽ chỉ xoay quanh là cái phần điện 12V. Thì giới thiệu cho các bác thì cái sản phẩm bên em nó chính là cái bộ dây nguồn này, do bên em tự tay thiết kế và tự tay thi công cái phần dây nguồn ở đây. Thì ở cái bộ dây nguồn này của bên em thì nó sẽ có 3 cái phần dơ le chính, nó sẽ làm 3 cái nhiệm vụ khác nhau. Thì ở đây là em đang sử dụng là cái phần dơ le DC 24V và 40A. Ở hai con dơ le màu vàng ở đây thì nó sẽ đảm nhiệm cho cái chế độ pha và cốt. Và ở đây có một con dơ le của hãng Mazda nữa, thì em sẽ làm cái dơ le để chuyển tín hiệu của cái vòng thiên thần cũng như là vòng chế độ đề mi. Thì cái phần dơ le này thì cũng không quan trọng lắm, quan trọng nhất là hai phần dơ le ở đây. Và cái phần cực kỳ là quan trọng của cái bộ dây nguồn này, nó chính là cái bộ chuyển đổi như ở tay em đang cầm ở đây. Thì cái bộ chuyển đổi này nó sẽ có công suất là chuyển đổi đạt đến là 96-98% điện từ 24V về 12V. Đó, thì ở đây nó sẽ có 4 đầu dây âm dương. Thì ở đây nó sẽ tương tự như thế, nó sẽ có dây đỏ, dây đen và dây vàng. Dây vàng đen ở bên này nó sẽ là đưa ra điện 12V, output 12V mà công suất là 20A. Và đường điện vào nó sẽ là dây đỏ và dây đen ở phía bên trái tay em đang cầm đây, nó sẽ là điện 24V. Và cái cục này thì được cách nước hoàn toàn. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là họ đã đổ một lớp xi mềm cực kỳ là ngon. Đó, về phần thiết kế của cái em này khá là đẹp, nhìn nó như một cái cục sạc rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng một cái bao thuốc thôi.
cầm nắm trong lòng bàn tay được. Và bên em đã tích hợp nó và cắm cho nó một cái jack như thế này, cực kỳ là ok. Thì tí nữa em sẽ nói đến cái phần jack này sau. Và tất cả những cái phần đầu nối ở đây thì bên em đều có thiết cái phần đai nhựa vào đây để cho nó sẽ chắc cái jack này, nó không bị lỏng lẻo khi chúng ta sử dụng trên xe, và cũng như là khi chúng ta di chuyển cái xe nó rung rinh thì nó có thể nó bị lỏng cái chân jack, nên là bên em sẽ cốt những cái phần dây lạt như thế này. Rồi và tiếp theo đến cái phần bộ dây ở đây, thì cái phần bộ dây này nó cũng tương tự như những cái phần bộ dây khác thôi. Nó cũng có đầu vào là điện 24V. Điện DC 24V thì các bác sẽ đấu trực tiếp điện 24V từ bình ắc quy vào trong cái bộ dây này thông qua là một cái dây âm, một cái dây dương. Dây dương thì sẽ có cái phần cầu chì và dây âm thì không có. Và cái phần tín hiệu điện cấp vào từ trên cái jack zin ở trên xe của các bác, khi mà các bác rút cái phần bóng đèn ở trên xe ra, nó sẽ là tín hiệu điện 24V. Đó, tín hiệu điện 24V vào cái bộ này nó sẽ đưa ra điện 12V ra các cái phần chân bóng. Đó, cực kỳ là ngon lành. Và tất cả những cái phần này thì bên em sẽ thít những cái phần dây như thế này để cho cái phần jack này nó được cố định, nó không bị lỏng lẻo khi mà cái xe di chuyển, nó có thể là nó sẽ bị rung rinh, nó sẽ không bị lỏng lẻo những cái phần chân jack ở trong này. Và cái jack tín hiệu điện chân H4 của dây 24V cắm vào đây cũng đều được thít. Và ở đây thì bên em sẽ làm những cái phần này, nó sẽ có 4 cổng ra, nó sẽ có một cổng âm, một cổng dương để cho cái phần bi nó sáng, và một cổng cho dây màn chập chế độ pha cốt, và một cổng tín hiệu để cho cái chế độ mắt quỷ cũng như là cái vòng thiên thần của xe các bác sáng luôn. Và cái vòng thiên thần cũng như vòng mắt quỷ thì vần đa nó sẽ là sở hữu điện 12V chứ nó không ăn được điện 24V, cho nên là sẽ cần phải có một dây tín hiệu để cho cái phần thiên thần cũng như là vần mắt quỷ nó sáng. Và ở đây thì bên em đã bấm một cái jack chuyên dụng để lắp cái phần cục chuyển từ 24 về 12 rồi. Thì ở đây thì cái phần jack này thì bên em cũng đã đai một cái dây lạt nhựa ở đây, cực kỳ là chắc chắn, thì khi chúng ta lắp lên xe ấy, thì cái dây nó bị căng như thế này, nó cũng không bị ảnh hưởng đến phần jack ở trong này. Và jack này là jack chuyên dụng cốt đồng, cực kỳ là ngon. Và bên em làm như này thì về các bác chỉ việc cắm như thế này là xong. Đó, cái bộ nguồn nó được kết nối. Thì trong khi quá trình sử dụng lâu ngày thì có thể là cái cục này nó sẽ bị hỏng chẳng hạn thế, thì chúng ta chỉ cần rút cái jack này ra và chúng ta thay thế một cái cục khác, chúng ta lại cắm vào như thế này là xong. Vì bên em làm như này thì bên em sẽ quy định cái phần màu dây sao cho nó tương ứng rồi, thì các bác về chỉ việc là cắm jack vào là xong. Có cắm sai cũng không cắm được, bởi vì cắm sai là cái phần chấu bên này nó khác và phần chấu bên này là nó có cái chân này rồi, thì bắt buộc là các bác phải cắm sao cho nó khớp. Đó, như vậy là xong. Thì cái cục này thì bên em sẽ là bảo hành là 12 tháng cho cái bộ chuyển đổi nguồn ở đây. Và cái dây sản phẩm này thì bên em bấm là bên em cũng sẽ bảo hành là 12 tháng, và bên em đã có tem bảo hành cũng như là ngày tháng ở đây rồi. Đó, và cái sản phẩm này thì bên em làm cực kỳ ok, đều bọc dây gen chống cháy, chống chạm chập, cực kỳ là ngon lành. Và cái cục chuyển đổi này của bên em được thiết kế với công suất là 12V và 20A. Thì 12V 20A này nó sẽ có cái dòng công suất đưa ra là 240W. Thì 240W thì chúng ta có thể lắp được một cặp X-Line V20 laser vẫn còn dư, hoặc là chúng ta có thể lắp được là hai cặp X-Line V20 với công suất là 55W trên một bóng, thì chúng ta có thể lắp được 4 cái bi này luôn. Nếu như chúng ta lắp cái cặp bi titan này thì chúng ta có thể là lắp được 3 cặp. Nói chung là một cái chiếc xe hơi ấy thì các bác có thường là độ thì có 2 cặp như thế này là nhiều lắm rồi, chứ chẳng mấy khi là các bác độ đến 3 cặp này đâu. Đó, và cái công suất ở trên những cái phần dơ le này là bên em đã thiết kế với công suất là 40A của điện 24V, thì cái dòng chịu tải của những em dơ le này nó lên đến gần 1000W, là 960W trên một dơ le như này, thì cực kỳ là đảm bảo cho chúng ta sử dụng một cách lâu dài và nó sẽ bền theo thời gian. Đó, thì cái bộ tổng của cái bộ đổi nguồn này nó sẽ là 20A, và những cái phần công tắc này nó sẽ đóng mở mạch thì nó sẽ phải chịu một cái dòng lớn hơn. Thì em đã đầu tư một cái con dơ le có công suất là 40A rồi, nên cực kỳ là yên tâm. Đó, thì bao cho các bác dùng bền thoải mái luôn. Và cái sản phẩm này thì bên em đang phân phối ra thị trường cho các đại lý cũng như là các anh em về lắp lẻ với cái giá là 850.000 đồng trên một cái bộ dây nguồn như thế này, và là bảo hành là 12 tháng. Đó, thì có số điện thoại của bên em ở đây rồi, thì các bác lắp có vấn đề gì có thể liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại ở đây, cũng như là trên cái phần cục nguồn đây, cục chuyển đổi đây, đều có số điện thoại.
Đó, cực kỳ là ok, rất là gọn nhẹ. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi.